Lao động phải nghỉ việc hoặc ngừng việc nhưng không có giao kết hợp đồng là đối tượng được Thành phố Hồ Chí Minh tập trung hỗ trợ sau ngày 15 tháng 7. Thủ tục để hưởng hỗ trợ sẽ đơn giản nhất có thể. Cụ thể, giai đoạn Thành phố Hồ Chí Minh giãn cách xã hội theo chỉ thị 15, thành phố đã hỗ trợ cho 6 nhóm đối tượng. Từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7, gói hỗ trợ đã đến tay 106.000 người. Với đối tượng ưu tiên là người lao động tự do, đạt 46% chỉ tiêu với tổng kinh phí là 165 tỷ đồng. Hết ngày 15 tháng 7, phấn đấu sẽ hỗ trợ xong cho nhóm lao động tự do, còn các đối tượng khác chạy song song, không để hỗ trợ hết đối tượng này mới đến đối tượng khác, và đặc biệt lưu ý đến người lao động bị chấm dứt hợp đồng. Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mục tiêu đến hết ngày 30 tháng 7 sẽ giải quyết được các hồ sơ hợp lệ cho các chủ doanh nghiệp, người lao động và đảm bảo trong 7 ngày, tiền sẽ được chuyển về cho người lao động. Ngoài ra, Thành phố Hồ Chí Minh cũng chủ trương đơn giản hóa các thủ tục hồ sơ nhất có thể cho người lao động.